Ngày 17 tháng 10, đồng chí Hà Trung Chiến, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết và thăm hỏi tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này, thành phố đã trao số tiền do các tổ chức đảng thuộc Đảng Bộ Thành phố và Chi hội Doanh nghiệp Thành phố hỗ trợ trên 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố, gồm gia đình ông Quảng Văn Định ở tổ 3 phường Triềng An, chị Tòng Thị Diên ở bản dần xã Triềng Ngân. Cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy chính quyền, bà con nhân dân ở khu dân cư và số tiền được hỗ trợ lần này các hộ gia đình đã xây dựng được nhà cấp 4 lợp mái tôn kiên cố, có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông, với tổng kinh phí xây dựng mỗi nhà khoảng 100 triệu đồng. Đoàn công tác cũng đã thăm hỏi động viên các gia đình với mong muốn các hộ sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện cuộc sống. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là một việc làm thể hiện tinh thần, tương thân tương ái, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, sự quan tâm chung tay của các tổ chức cá nhân trong xã hội đối với các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng ngày, Thường trực Thành ủy cũng đã thăm hỏi tặng quà động viên em Lèo Thị Duyên là học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong tập tại Bản San, xã Hô La. Hiện nay, thành phố có 144 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,55%. Thực hiện chủ trương của thành ủy cùng với sự vào cuộc của các ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, hiện 100% hộ nghèo khó khăn có chủ hộ trên 40 tuổi đã được xóa nhà tạm. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các hộ khó khăn về nhà ở, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.